Chào các bạn, quay lại với Chợ Bình Điền nha. Hôm nay mình nhận được một ý của một bạn đó, với lại mình thấy cũng có nhiều người không biết về cách vào chợ Bình Điền, mua hàng, mua cái gì ở đâu, rồi xe gửi ở đâu. Hôm nay mình cũng hướng dẫn cái clip này, mình hướng dẫn các bạn cách đi vào từ đường Nguyễn Văn Linh nha các bạn. Mình vào mình gửi xe ở đâu, vị trí các nhà lồng bán cái gì, bán cái gì nha. Này là ngoài, từ ngoài cổng chợ nè các bạn, cái hướng này là ngoài đường Nguyễn Văn Linh đó, có trạm thu phí nè các bạn. Trạm thu phí này là trạm thu phí tạm này nha, trạm thu phí tạm thôi. Ở ngoài kia kìa, ở ngoài kia ngay cái bảng luôn á, là cái trạm thu phí đó làm hôm nay là làm gần xong rồi, là mới mốt gần xong là sẽ dời ra ngoài đó. Khi các bạn nha, qua trạm thu phí đây, trạm thu phí mấy bên tay phải là nhà lồng B nè các bạn. Nhà lồng B chuyên bán rau củ quả, chỉ là rau củ quả thôi. Hồi mình đi quanh đó mình chỉ cho các bạn cái khu bán nấm nữa. Mà các bạn nào đi xe hơi á, khi mình qua trạm thu phí á, đối diện nhà lồng B nè, bên đây nè có cái bãi đậu xe hơi bên đây nè các bạn. Bạn đi xe hơi nên gửi đây, đi vô chợ thì nước muối nó, nước muối với nước nó dơ lắm, nó sẽ ăn hao mòn ở dưới gầm xe các bạn á. Đây có khu bãi đậu xe hơi bên đây, giá đậu xe hơi thì nó 30.000 nha các bạn. Có cái chốt bảo vệ mình đóng tiền ở đây nè. Giờ này đầu hôm nên chốt bảo vệ ngồi đây nhiều, chứ bình thường thì có một người ở trong cái nhà lồng đó thôi. Rồi giờ mình đi qua nhà lồng B nha. À nè các bạn, là đầu nhà lồng F. Đầu nhà lồng F ra cặp ngoài lộ nè, cặp ngoài đường lộ nè, xe chạy đó các bạn thấy không. Đó có cái bãi xe đây nè, bãi xe Honda. Là nó nằm mé bên phải, các bạn từ ngoài vô là nó nằm mé bên phải. Rồi vô gửi bãi xe Honda này. Con clip mình chỉ đường này hơi dài nha các bạn, vì mình đi rồi mình chỉ, mình phân tích các chợ nào bán gì cho các bạn luôn, nên nó hơi dài nha. Các bạn nào biết rồi thôi, các bạn nào chưa biết thì chịu khó theo dõi hết cái clip nha. Chứ để nhiều khi vô đây không biết cái gì ở đâu rồi mất công nó đi kiếm lòng vòng nó còn lâu hơn coi cái clip mình đó. Cái này mình vừa quay vừa đi nên có thể nó hơi rung nha các bạn. Cái này là nhà lồng B, rau củ quả thì mé bên phải nhà lồng B bên đây nè, có cái dãy nè chuyên kinh doanh nấm, là các bạn vào mé bên, nhìn mé bên tay phải là thấy nó là khu này là chuyên kinh doanh nấm. Người ta chỉ ở bên nấm này với bên rau thì người ta làm việc khoảng 9-10 giờ tối, 9-10 giờ tối ta làm tới 9-10 giờ sáng lận nha. Khu nấm giờ này không có ai mở cửa cho ta, đóng cửa cho là thấy không, nguyên một dãy cửa trắng trắng này các bạn. Nguyên dãy đó các bạn thấy không, là kéo dài xuống dưới đầu dưới kia luôn, là khu này người ta bán lẻ hết trơn nha, 1-2 ký người ta bán hết trơn à. Còn rau thì cũng vậy, rau thì mình cũng hướng dẫn thêm các bạn là các bạn khi muốn mua một món hàng gì ở trong chợ Bình Điền này, bất cứ nhà lồng nào, các bạn vào câu mình hỏi trước là hỏi người ta là có bán lẻ hay là không, câu đó câu đầu tiên nha. Chứ các bạn đừng có nên mà hỏi cái này giá bao nhiêu rồi trả giá người ta mà mua 1-2 ký là đi người ta chửi à. Ví dụ mấy chỗ mà người ta bán sỉ không á, như bên nhà lồng rau nó không biết sao, chứ bên nhà lồng ép, bên nhà lồng cá biển bên mình bển là bị chửi đó. Nhưng mà lưu ý các bạn là bị chửi thì đi đi nha các bạn, đừng có quay lại cửa cãi người ta làm chi. Bạn biết dân cá tôm rồi đó, người ta không giữ dữ lắm, nhiều khi có thể người ta sẽ không quýnh, nhưng mà ta lấy đá hoặc lấy cá người ta chọi mình luôn á. Nếu mà gặp sự cố như là bị quýnh đập ở trong chợ này, các bạn ở trên, thông thường là nhà giữa nhà lồng chợ, các bạn đi vào ngay cái đầu nhà lồng chợ nè, ngay cái đầu giữa nhà lồng chợ thì sẽ có một chốt bảo vệ đó. Mình lên đó mình khai mình bị quýnh đập vậy đó. Nhưng mà như mình lưu ý các bạn đó, khi mà mình trả giá mà mình không mua mà bị quýnh á, là lên bảo vệ nó sợ không được. Còn khi mà mình hỏi trước, mình hỏi trước cái bán lẻ hay không rồi mình mới trả giá, thì người ta không bán mà người ta quýnh mình á, thì lúc đó mình mới thừa bảo vệ được.
còn mà mình trả mình đi á bị quýnh là không có ai cứu được mình nha. À, một số lưu ý thôi. Rồi giờ mình vô nhà lồng B cho các bạn coi bán rau củ quả cho mày. Thúc, các bạn nào xem tới đây thì chưa ấn like thì cho mình một like nha. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh mình thì đăng ký kênh để xem các video clip mới của mình nha. Mình lúc này mình cũng siêng lắm, làm mỗi ngày. Vì mình làm clip lên có người coi, có người thích, là mình có gọi là cái hứng thú để mình làm. Đọc được một cái bình luận của các bạn là trong người nó háo hức lắm, nó muốn làm thêm một cái clip mới vậy đó. Mình thì 7 giờ chiều mình mới thức, 6 mấy 7 giờ mới thức đi làm. Là cái điều đầu tiên mình thức dậy là mình mở cái điện thoại lên, mình vào cái YouTube của mình coi có ai bình luận không, cái video clip mình hôm nay được nhiều lượt xem, có ai cho mình cái ngón tay không, thích đó là được like các bạn. Thì điều đầu tiên đó mình làm khi mở, mà mình mới mở mắt ra thì sau đó mình mới chuẩn bị mình đi làm. Thì cái này nè, mình thì không có chuyên cho lắm mà bởi vậy làm nhiều khi nó không có được đẹp. Không có gọi là YouTube, giống mấy người làm YouTube người ta chỉnh sửa này, người ta ghép đoạn này người ta quất vô đoạn kia rồi. Còn mình cái này cũng như là mình live stream phát trực tiếp luôn cho các bạn, bởi vậy mình không có chỉnh sửa gì hết. Mấy cái đó thì mình cũng biết chút chút rồi, nhưng mà mình thời gian mình không có nữa, mình chỉ quay làm sao mình về, mình chỉ là ghép lại thôi rồi mình đưa lên cho các bạn coi luôn. Bây giờ mình tới nhà lồng D các bạn. Câu chuyện hướng dẫn cái nhà lồng nào bán gì cho các bạn. Giờ mình kết thúc nhà lồng B nha. Mới trong nhà lồng B, đây là nhà lồng D. Nhà lồng D này là chuyên kinh doanh các cua, ốc, tôm, với lại khu hải sản cao cấp. Mình quay cho các bạn đó, tôm hùm, cua Canada, rồi tôm tích, đồ dưới đó, cá mú, cá tầm, cá chép giòn gì, các loại cao cấp mà người ta chạy oxy á, là hàng sống á. Ở dưới đó. Giờ mình đi qua nhà lồng D nha các bạn. Có cái này quên chỉ các bạn nữa. Giữa nhà lồng B và nhà lồng D nè các bạn, có cái sân chợ nè. Sân chợ này đang làm, nó đang gạo trắng nè. Các bạn đi vào lúc này thì thấy cái hàng gạo này, nhưng mà mình có đường cặp bên sân chợ nè. Đi thẳng xuống dưới là cái nhà, là đi thẳng xuống dưới. Các bạn cuối đường sẽ có một đường lộ nhựa cắt ngang. Thì các bạn quẹo trái là cái chợ thịt nha các bạn. Cái chợ thịt nằm dưới. Hôm nay mình không có đi xuống dưới chợ thịt được nên mình chỉ cho các bạn hướng đi là hướng này luôn. Chợ thịt với cái nhà lồng đó người ta bán gạo với cá hấp nha các bạn. Cá hấp, rồi dưới đầu chợ thịt, dưới đầu kia nữa là bán chuyên bán đồ lòng. Bạn muốn mua đồ lòng thì đi xuống cái đầu dưới kia luôn. Với lại gia cầm đồ á. Cái loại gia cầm như gà vịt đồ dưới kia. Hàng đông lạnh thôi, hàng tươi gì là dưới đầu kia hết, dưới đầu nhà lồng H á. Rồi đây là nhà lồng D nè các bạn. Nhà lồng D này thì khi mà các bạn đi vô cái góc nè, nhà lồng D, giữa nhà lồng D mé bên tay phải là bán cua. Nó chỉ gọi là một góc tư chợ thôi, một góc tư chợ là bán cua, còn một góc tư chợ là bán tôm. Ở dưới kia là cũng có một khu, một số người bán cá đồng, cá như cái lóc, cá gô rồi gọi là cá đồng. Đây nè, này những khu chuyên kinh doanh cua nè. Giờ này là này người ta chưa bán nha các bạn, đầu hôm người ta chưa bán, này cũng bán chắc khuya không à, 9-10 giờ đổ về sáng. Mà cua này như khuya nữa, như cua này tới 12 giờ lắm các bạn. Đầu hôm vậy nè, những người có mối thì người ta ra ta đóng mối thôi. Một góc tư chợ là tới cái đường này là hết nè. Rồi đi thẳng xuống dưới kia. Thẳng xuống dưới kia khoảng nửa chợ rồi. Nửa chợ là hết cái khu vực chợ cua. Rồi là sẽ tới cái đường lớn. Từ cái đường lớn đi xuống dưới kia thì sẽ có bán nhiều sò ốc. Như sò ốc thì nó chỉ có một phần, hình như nó có một đường thôi. Còn cái khu sẽ tới cái khu hải sản cao cấp. Rồi, mấy anh đây mình giới thiệu bạn là chợ tôm. Chợ tôm này là dào dứng này các bạn. Nó chợ tôm thôi, chỉ có một chủ này thôi. Dào dứng.
tôm thẻ, tôm sú thì bán bên đây nha. Bên đây mình thấy ít bán tôm càng lắm, tôm càng phải bên nhà lồng ép, bên nhà lồng ép thủy hải sản á. À, chợ tôm đầu hôm thì cũng không có đồ gì các bạn ơi, chỉ một số lái đi sớm mà có ít thôi. Ồ, vắng lắm. Đây là đang xuống hàng nè, đang xuống tôm. Tới đây thì sẽ có những người công đoàn xuống tôm. Tôm này là tôm chết các bạn. Tôm sống người ta sẽ có oxy, người ta chạy. À, đi nãy giờ xa không? Bạn thấy là giữa trứng nè. Này chỉ có mấy thùng mà, chứ đường thường là nó hết luôn. Mấy cái ô trống bên đó đó, trống bên đó người ta ngồi là cũng hết luôn á. Khi mà giấc khuya á. Rồi cái này là khu vực nhà lồng D. Nãy mình không có quay cái chữ D cho các bạn nha, nhưng đây là nhà lồng D. Rồi tới đây là hết khu chợ tôm. Khu rồi tới cá đồng. Cá đồng này thì nó được không biết nhiêu nữa. À, một phần của con, phần nửa của con gốc từ chợ là cá đồng nè các bạn. Cái khu cá đồng có người bán cá điêu hồng như oxy, cá ba sa, cá hú, có người bán cá lóc, cá chê, cá gô. Mà bên đây thì cũng vậy, các bạn thì cứ đi hỏi nha, hỏi bán lẻ hay không. Hồi nãy quên bên nhà lồng gao nữa, nhà lồng gao hay nhà lồng ép gì cũng vậy, nhà lồng đê gì cũng vậy. Các bạn đi mua đừng có mua ngoài sân chợ nha, muốn mua cũng được nhưng mà ngoài đó người ta bán mất ký á, cái đó mình không có khiếu nại được. Mình mua là mình chịu, người ta lúc đó người ta bán sổ rồi. À, được mua vừa bán đó, mình thấy rẻ thì mình mua thôi, ký có thể còn 8 lạng rồi nha, tính giá đó mà mua lên. Đây là cái ban quản lý nằm ở đây nè, à, đầu nhà lồng đê. Giờ mình đi qua nhà lồng ép nha các bạn. Ở ngoài chủ đề rồi. Đi chủ đề nè, nhà lồng đê đây các bạn. Nãy giờ mình đi nhà lồng đê. Rồi mé bên trái nhà lồng đê là nhà lồng ép nè. Nhà lồng ép là chuyên kinh doanh các mặt hàng thủy hải sản nha. Là nhà lồng mình đang làm đó. Chỗ nhà lồng mình đó, nhà lồng ép. Mình nói nhà lồng ép, mình không có đi quay là cái chữ ép cho các bạn nha. Đi nhà lồng ép này nữa là kết thúc cái khu vực này rồi đó. Dưới cặp mé sông là nhà lồng trái cây. Mình trái cây thì các bạn chắc không quan tâm nhiều đâu. Cái này là nhà lồng ép. Nhà lồng ép thì các bạn cứ vào các clip mình đó. Bởi vì mình không biết nay có quay gì không, mà hôm nay tới đây thôi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái kênh mình. Clip của anh hôm nay tới đây xin hết. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha.